Ông quỳ cho. Ông chủ nhiệm đại học cả to các chấm nạc này thì sẽ nạc cả. Anh đồng đạo vị đại ca chuyên từ cầm vì vì nó mốt đồng nàng đào mình đang rọt vị này để bây mình to cả tăng sầm nốt này đào chụp phù đào mình đang rọt vị này rụng này. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai encore une quinzaine de minutes de questions à poser à Madame la Partie civile. Madame Seang Sovida, nous nous sommes quittés sur votre description des réunions et vous expliquez qu'il y avait des réunions au sein de votre groupe et de l'unité. Et puis ce que vous avez décrit comme des réunions plus importantes, qui étaient plus exceptionnelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce second type de réunion qui était moins fréquente et qui se passait à un niveau supérieur? Cứ như vậy tập đi rừng càng nghe một con một càng phao rừng đôi đại triển pi cầm con ấy bị chôm chẳng được cái này này nâng chầm rốn càng nghe thơ bản này tây bản nốt năm cái nào dương thu thi tây bằng phao ôn dương hộp chọc ấy cục quan tây sao bị hộp chọc tây chuối ăn cà tây cứ như vậy tập đi rừng chầm rốn pi càng nghe nâng ăn miên rừng ấy xem bên nắng miên rừng cả nghe dương đọc ban tê dương đọc ban mà hao dương trời tại to su khát khom vì ngày này tới lên miên ấy na rốt hay được gọi ấy chẳng những nhóm trăm ban đập bên nắng ấy chốn cái sợi dây vô chẳng ấy vặn để vọt ấy chẳng tới sợi dây dịch khô mà ha lột lòm ha cha những nhóm lướt đai tạm kể từ coi này chả nắng để chốn đặt micro nhưng khi nhập đăng ban phần nắng je vous remercie, vous dites que personne ne pouvait s'enfuir. Étiez-vous surveillé sur le chantier? Nơi cả than nó cái trái chìa cấm chỉ buộc chân nẹt nơi non cấm nó cứ mưa càng nghe bỏ của dương phượt cả nẹt na chân nẹt na dạng mạch nằng hói về khá là nhom khơi miền đôi chia cái hạt thì hiện còn lớp để vẽ máu đa đo mà cá thì họ đôi thà và màn ngày chân khơi đa cắt tam tình lục ấy chân tới cột lại nhân từ nên cái chlop cái tam mờ mà sân chỉ nơi tam khung bính cứ miến con chlop nó tam trong tiệt rồi hốt bộ bị chia chôn đập bị mê xa bữa nơi con sẽ lạt chăng cái tam mờ nó còn lại tại dương ắt qua cái này cái đà chăng je vous remercie. Aviez-vous constaté à l'époque si ces miliciens ou ces soldats dont vous parlez étaient armés? Est-ce que c'est quelque chose dont vous souvenez aujourd'hui? Je vous remercie. Y avait-il un haut-parleur sur le chantier qui émettait des annonces ou des chansons? Dương đọc dương thử ấy ấy mà hạ luật lòng hạ ở cha bê tình nia ấy chẳng bì ấy bạc để vọt như vậy tất chùm riêng cái cư chùm riêng chùm riêng gặp đo là hốt vừa rương chùm riêng xin ai hát miền tề nhâm chạm
chimriang chran da patdevat do yang patdevat kampuchea saing sodiya ning tau phum jeung rum doh tau rư ko ngai pi rương to su rương ai mật bong mật jeung ai chech choh chang À quelle fréquence étaient diffusés ces chants révolutionnaires? Est-ce que c'était fréquent? Est-ce que c'était tous les jours? Y avait-il d'autres types de messages qui étaient diffusés par les haut-parleurs? ឬប្រកាសបងប្អូនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកថាប្រជុំធំអីចឹងប្រកាសមីក្រូឬក៏មានបញ្ហាអីខ្ញុំចាំអត់បានខ្ញុំចាំចម្រៀងខ្ញុំតាមស្ដាប់ចម្រៀងរហូត Avez-vous le souvenir d'avoir entendu des consignes de sécurité pour que les travailleurs fassent attention sur le chantier? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir ou non? ដូចជាអត់មានប្រកាសអីទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាយើងរែកយើងដើរធ្វើមិនខ្មិចអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែប្រាប់ថាប្រយ័ត្នប្រយែងឬក៏អីនៅក្នុងក្រុមខ្លួនគ្នាឯងប៉ុណ្ណឹងព្រោះអីអត់មានស្អីក្រៅពីការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ពីលើការងារដូចជានាងខ្ញុំអត់ដែរជួបប្រទះដែរ Quand vous dites que les gens dormaient debout, y a-t-il eu des accidents dont vous avez été témoin? មានជួនកាលមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លោះជើងក្រិចជើងអញ្ចឹងយើងទៅល្អិលអាចល្អិលអីអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះជីកទៅក៏វាជ្រៅទៅក៏មានចេញទឹកវាអាចអញ្ចឹងព្រោះនាងខ្ញុំធ្លាប់ជួនកាលរែកទាំងក្នុងគេចេះជីកទៅចេញទឹកមានផកផកអញ្ចឹងទៅខ្លះដួលបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅបើថាឲ្យដល់ស្លាប់ដូចជាអត់មានទេការទំនុកមួយមករាកន្លែងពួកខ្ញុំហ្នឹងកន្លែងផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងដែរ Je vous remercie. Avez-vous le souvenir d'avoir vu un personnage ou des personnages un petit peu particuliers lors de votre séjour de 3 mois sur le barrage du 1er janvier? សោះវាដូចសរវាដូចចិនវៀតណាមអីចឹងសោះសោះហើយក៏មានខ្មែរយើងនៅក្នុងនឹងដែរសោះសោះតែខ្ញុំអត់ស្គាល់
lục bồn bột lục nam một máy ắt qua là nhầm bàn khơi dương gọi hiền mơ một cái đài dương đằng ở đây đây lươn kia ở dương tầm ở dương thì họ thà sập ngái dương rê miền là dương tích lại dương nó đã về máu cứ dương răng rụt mỏ răng ảnh lươn ấy quật màu và hai gì mà sợ bỏ thống có quật tập lập từ bên tới mà đoan tập bên đó ấy còn những nhóm kịch ngon thà nè na cái chạy ta xua bộ bong bong thắng ắt đằng đôi khi ổn Avez-vous vu à un moment sur le barrage, sur le chantier, une équipe de tournage qui tournait un film? Est-ce que vous en avez souvenir? Nhóm đôi ở đây khởi thật còn tế bần tái. Rụp hiệp nó hạ đôi chỉ khởi nơi bê bạch trăng nông đợt tua bê ra ngay khởi đôi chỉ miên nơi bạch trăng nông đợt tua hạ đôi chỉ rụp hiệp nó đôi niên nhóm thu lập khởi. Bạn đang tay nhưng nhóm ạ đang thả cái thọt chỉ con được cái thọt ấy nè ạ đang đáy. Hình bề rệch đáy hay nâng cái trò chẳng sẽ cảm hiếp nâng sẽ điên bộ nhóm nâng lưu tình đục môi mẹ cả ra. Je vous remercie. J'ai juste une dernière série de questions avant de céder la parole au coprocureur. Vous avez indiqué un petit peu plus tôt que vous n'aviez pas d'eau à l'endroit où vous dormiez et qu'il fallait donc que vous alliez au village trouver l'eau et vous laver. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu plus en détail les conditions d'hygiène sur le barrage et dans les baraquements où vous dormez? ແລະຄັນອະນາໄມໃນກົນໄລລູກໄຊຊະນະໃນຈະດຳຈ້າແລະຄັນໃນກະໄລການຖານគេມີຕັກດຳໃນນັ້ນຕຽຖ້າຫນາວພວກຍົມຍົດຕຶກດອງຕັກດາວຈັ່ງເຕີຍາມຕຶກຈູນກາອໍຫາຍກະໄລເກງ កន្លែងគេអត់មានទេមានតែមានទឹកដាំនៅរោងបាយដែរតែទឹកមួយអត់មានទេនាងខ្ញុំដើរកាត់ទៅនាងខ្ញុំមួយទឹកអណ្ដូងនៅចិត្តភូមិភូមិអ្នកស្រុកគេនៅកន្លែងចិត្តកំពង់ថ្មនៅកំពង់ថ្មនឹងហើយបានទៅគេនៅកន្លែងកាថានឹងហើយកន្លែងគេនៅកន្លែងគេមិនមែនកន្លែងកាថានទេហើយកន្លែងគេនឹងអត់មានទឹកមួយទេតែបង្គន់គេធ្វើនៅកន្លែងគេគឺគេជីកគេជីកកូនដីនឹងគេដាក់ឈើហើយគេមាន ស្លឹក នាងខ្ញុំនឹកឃើញហើយនៅកន្លែងការដ្ឋានគេមានធុងសាំងគេដាក់ឲ្យយើងឡើងទៅបាត់ជើងនៅក្នុងធុងសាំងតែពេលខ្លះនាងខ្ញុំខ្លាចធុងសាំងខ្ពស់នាងខ្ញុំទៅបាត់ក្នុងព្រៃតែគេអត់ឲ្យយើងបាត់ព្រៃទេគេឲ្យបាត់ធុងសាំងដើម្បីយកទៅជីហើយនៅកន្លែងគេនឹងហើយពួកខ្ញុំអត់ដែរមានសាប៊ូអត់ដែរមានថ្នាំដុសធ្មេញអត់ដែរមានស្អ្វីដែរសម្អាតខ្លួនកាយគឺអត់ដែរគេអត់មានរបបឲ្យយើងទេ ហើយនាងខ្ញុំពេលទៅនឹងដូចគេចែកខាវឲ្យនាងខ្ញុំបានមួយសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយមានខាវឲ្យខ្លួនឯងចាស់ខ្លះទៅតែខាវឲ្យគាត់មានច្រើនតែទិញទួចទេហើយសម្អាតខាវឲ្យគាត់គ្មានដែរគឺបោកទឹកទៅទេជួនកាលមានសបកស្លាឬក៏ស្លឹកស្នាយទៅចំនួនក្នុងធ្មេញចឹងទៅហើយ ខ្លួន នាងខ្ញុំដឹងថាមានអនុងសាញ់ពេលណាមានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបេះយកមួយលៀងខ្លួនដែរទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានមានអ្នកណាសម្អាតទេខ្លួនរស់នៅដូចឋានរក់អញ្ចឹងគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្ពើមតែក្រាស់សិតសក់ហ្នឹងស្ទើរតែគ្មានផងខោអាវរហែកគ្រប់គ្រប់គ្នាជួនកាលពូពូគាត់ ឲ្យ ខ្ញុំដេម៉ោងសម្រាប់អីតិចតួចខ្ញុំជួយដេបន្តិចបានដែរអំបោះក៏អត់មានដែរមានបាវយើងណាបាវគេហៅបាវអីលីលីឡុងហ្នឹងហូតពីនឹងមកឬក៏អាស្លឹកថ្នោតមានតែសៃមិនហ្នឹងក៏ដេអាបាវយើងដូចបាវអីហ្នឹងនឹងគេបានមានមកមានទិញទួចយកតាមភូមិមកអញ្ចឹងចែកគ្នាហូតដេទៅ
ខ្លះក៏នៅមានសល់របស់អ្នកចាស់អ្នកប្រជាជនមូលដ្ឋានព្រោះការចំនួនហ្នឹងគេចែកចេញជា 2 Je vous remercie. Ma dernière question. Dans quelles circonstances êtes-vous parti du barrage du 1er janvier? Est-ce que vous êtes parti seul ou est-ce que vous êtes parti avec votre groupe, avec des gens de votre village? Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer les circonstances de votre départ? នាងខ្ញុំចេញមកគឺចេញមកទាំងអស់គ្នានៅតាមភូមិឃុំពួកនាងខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកទាំងអស់គ្នា ពេលនោះនាងខ្ញុំនៅចាំ ពេលចេញមកហ្នឹងគេដាំបាយគេមានត្រីអាំងកាប់ម្ដុំម្ដុំម្នាក់ ចែកគ្នាញ៉ាំតាមផ្លូវមក nhằm bài trời ăn nắng trời nhiệt đồng đồng mà đon nắng anh niên khi nhom ở hiên nhà mẹ niên khi nhom anh nết mà pa nhom nơi tiếc niên nhom tục trời mà đồng nắng vô mà ơi quạt nơi tiếc hay quạt tha chúng mấy con ai mình nhắm nhắm ở ấy là ở đây nhắm xong vợ cái nhắm con trai đây là nóng sờ bầu chạy po quạt mọi quạt kịch tha nhom nơi của bà nhom cái su quạt xuống nhom cứ nhom tay là tha nhom nắng ở ấy tệ đôi kia đôi ai sưu tại khuôn nhom tu nhom sầm biệt khăng mền tên តែខ្ញុំអត់ធ្មត់ណាស់ចំនួននោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅតាមភូមិតាមស្រុករៀងខ្លួនអ្នកនៅភូមិណាមកភូមិនឹងទៅ Je vous remercie, Madame les parties civiles. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Et je précise à la Chambre que Madame Seang Sovida a préparé une déclaration sur les souffrances qu'elle lira en fin d'audience et qui est assez longue, je crois. Donc je pense qu'il faudrait prévoir environ 10 minutes, je le dis, pour que vous puissiez organiser l'audience en conséquence, pour qu'elle puisse poser les questions qu'elle vous a transmises, Monsieur le Président, et lire le document qu'elle a préparé. Je vous remercie. បាទអរគុណជាបន្តតទៅនេះអង្គមេបដាល់វិទ្យាជួនទៅថាអបរិញ្ញាដើម្បីមានឱកាសតាំងសម្រុតនេះដល់ចំពោះដើមដឹងរដ្ឋប្រនីរូបនេះបាទសូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានលោកសេចក្ដីក្រមនិងអង្គសំណាកាទាំងមូលសូមជម្រាបសួរលោកស្រីដើមដឹងរដ្ឋប៉វេនីខ្ញុំជាតំណាងសកលជាតិឈ្មោះសុងសាវ៉ាន់មានសំណួរខ្លីដើម្បីសាកសួរលោកស្រីហើយដោយសារពេលវេលាផងដែរអញ្ចឹង ខ្ញុំចង់លើកសេចក្តីជាជាឆ្លើយឲ្យខ្លីៗចំទៅនឹងសំណួរខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចចង់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្រីតើឪពុកនិងម្ដាយរបស់លោកស្រីគាត់ធ្វើការរួមពេញការងារអ្វីដែរមុនដំពិលមេសាចិត្តប្រាំម្ដាយខ្ញុំមេផ្ទះឪពុកខ្ញុំគាត់ ពីនិយាយពីមុនមកវាពាក់ព័ន្ធរហូតមកពុកខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ជាខ្មែរអិស្រៈបន្តមកទៀតគាត់ធ្វើទាហានដល់ក្រោយធ្វើទាហាននៅជាមួយត្រង់ច័ន្ទរាំងសីត្រីបីយើងប្រទីច្បាមមនកំពង់ស្ពឺតើលោកសុយដឹងថាពេលគាត់ធ្វើទាហានគាត់មានតួនាទីឬក៏មានសមមានដែរ គាត់ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកនេះដែរតែក្រោយមកត្រង់ចាប់ពីឆ្នាំ 70 មកត្រង់ឲ្យគាត់ធ្វើជាកងតាបអូដេហៅដូចអូដេគាត់ធ្វើការនឹងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាដែរ
quật miền tì tăng nơi bật tia chứ ba môn dưỡng nâng. Chà hay quật thưa ca đo bên nà đấy. Quật phượt. Quật phượt ở hốt đó bê bạch Phnom Penh. Một bạch Phnom Penh bầm bầm ngay quật. Chị bàn họ à eco lục cái eco té quật mà Phnom Penh mà bàn bầm ngay bạch Phnom Penh quật cho làng Phnom Penh là hốt mùi bụi nhóm bụi nhóm nợ Phnom Penh. Cổ bông sư nút té nhóm nợ nợ tí nút bạch bầy chẳng gọn nợ nông bật tía cho mùi trùng quật miên như dây tất quật miên xã tăng phi chân oán xìa nục máu. Tại quật mình đai trong ai nạn nạn đăng rương xã rương ấy bọc quật bọc quật đăng lục bọc nâng nhạc mạch dân mạch lại bê bê cả lạc tứ. Tại nạn xe quật quật nơi ta kê xe quật. Cho bê đài chùm liệt tư nâng ta quật chi dìm bằng hai phi bọc quật rụp bọc quật rưu có đẹp băng bọc quật rụp rưu có quật thua dàng nà đấy. Ba có tay tên lẹ và bọt từ rụ. Tại mạng nhóm quạt hạ đồ chì chưa chạy tha chùm nón nút. Nước bê đai nhóm này dì, nhóm ai như dì bán ấy. Quạt nị đăng tha bê khám ai cả hòm nâng. Quạt đăng tha xâm đạch xìa nụ nâng chìa. Mê quạt đuôi tha bằng cách khám ai cả hòm đài bê nông ba nhóm cô chọc bị xả rã nâng quạt cơ chóng châu được nông bê nông đài. Chẳng mạng nhóm quạt chê ta đừng tăng tha. Và hai chị miền bê về lý quạt nơi trong bạp kê tha bì môn mạc bà thật lọp ấy chân quạt trong phẻm chân á bê hát bà nhưng mà nói như vậy tê bà xạ cơ rai bà ấy cọp đục thọt cho lọ tại mà đái nhóm quạt ở tê sẽ đái quạt chia khá bà bà nhóm nơi chân á vui khó ai ấy vô tật cọp nơi kinh xoài ọ chân tức bà ấy vô tật y văn tức đi. Chào xong mạc quân bà nơi bê về lý khi mình tật lọp mà bà thiên ở bọn mà đoàn tiện nì dây đo bây đại lục xây tự đo tổng độ môi mạng cả từ lục xây môn đi ban chia lao cho mùi này xã mê thì vì nam mộc tha lục xây ban tự đo vọt bà rái tròn đại chân trong trong nói lục xây bị chẹt tha bây lục xây tự đo tổng độ môi mạng cả lục xây sẵn nơi ta lại ná hay chung mùi ấy chăm ti tăng thế nhưng trong mình men từ sầm rạ nơi khnông vọt nâng tê tại nơi chật ngay bị vọt nâng và hai phần màn rồi mai đây nhưng nhóm mặt trăm phu mới tại đăng thạc cặp bông thỏ nơi lơ phần lơ chia đó cặp bông thỏ nơi chật khả lòng phi nâng đẹp phải chia chôn nâng cái ao dương sầm rạ nơi đẹp phải chia chôn ta ca đa ca đa sầm rạ nâng cứ nơi bài vọt bài rải tròn đại đấy được coi mình phải hai chia phần màn đấy. Nhưng nhầm xe màn ọt trở đáy phụ ấy nên bê mùi tật ảnh đấu. Phụ bọn bọn thà cầm tư chết vọt nâng á. Ất ba này ọt ai phụ nhầm tư tì. Ấy phụ nhầm mùi nơi chân ngài. Phụ bọn bọn khá kê chạm dù đấu mùi chân. Vì thà phụ mùi mùi mình đấu. Vì hiện chân ngài đáy kì nia chả nó đó chạm kì nia chân tức. Kì gọt đá tư chân ngài nâng kì hàm ọt ai tư nông ấy. Tại miên nẹ khá là kì tư. Kì tư kì khơn cho cảm hợp hiếp. Tại kì ẩn gì ấy kì thà cầm tư. Cái này nâng mình ao dương đi tế tới bên quạt phê nhoa tới tự tượng mà bình. Thấy bụi nhóm của ọt đai bàn tự khơi vọt nâng rưu cái khơi sự cảm ở phía bên nâng. Nhóm ọt đai khơi đai nhóm bàn lưu tầm đắng tạm bóng bóng ọt ai bụi nhóm tầm mũi nâng thoám trăm cái tờ. Ta nhận nâng lúc miên bàn bạp lọc xoay thế ta hai đồ bấy gầm ai tư vọt bà rái cho anh đại nâng lúc miên ca bà róm phía rừng ấy đấy. Khi thác cái bàn khớn mình bà hai chị mà cớ rõm rằm nè, buồn nằm nè ở xây tràn tế tái kê ở thư cả khi cặp ố tròn chừng vạn dương nâng á, to nìa chân á ủy tớ nè là khớn cái cặp đọc xây xây nâng chùa nơi ở tàm thư viên nâng chìm cả khắc lạ ủy thác cầm tơ cầm tròn đăng kịch sập khí nè kìm ở nhóm khu mênh đăng hề nhóm khuẩn bàn lưu tích tích tàm kịch vẹp khí nè chân hề kê tháng cầm tròn sẽ đáp ôn cầm đăng ôn cầm
Chà, xong mặc quân. Nơi khăn ông tùm lục môi mạng cả rãi này đai nơi phía đá lục xoay bánh chạy thà, lục xoay bán phương ca. Bây khai nơi khăn ông cả thàn tùm lục môi mạng cả rãi nụ. Nhưng trong đơn thà, thà nập hiệp tật đại lục xoay thà tự đoan, tự ai kì bò lục phụm. Ta tật nóng dòng bạch đá hay tự đoan nơi cả lành ná. Miền rộng môi nơi khăn ông cả rãi thà nâng kì đám tắc xâm đạp bộ cả rãi thà. Kì đám chì kì tè. Chẳng tới chuôn kì chạy châu thông tới dương tơ đoan phì kì lại như ruộng nâng máu. Ai bộ cái lại cầm dương nhằm. Được thà nẹ ní miền cả đồng tới nẹ nung miền bông tới. Được cả miền thông ấy thông tới dương nhầm rệt tới ná. Miền đoan rệt nhầm đạp bẹ rệt chẳng ấy. Nhầm vô mà ai kì tờ. Ở tới nhầm tự đoan thì tờ phụ kì vô ra nhầm tui của nhầm phương cả bán. Chẳng ấy đai, bờ tự đoàn tất ở cái nhạm tư. Thì tình đề bị đoàn tất, rạch đầy tất bình tiệt. Ta thành phép tất bên kia chỉ tất xa rồi tất vô mà bị cả lại nà đấy. Hay tất nâng bê là đại độc xe như vậy tha, kệ đam mọi hộp nó ta kệ đam mọi hộp rụp khả nế được dòng mình. Khi đâm nó khi đâm xâm rạp bộ ca rạch thàn. Tầng ơn nâng có bằng tay tật nâng. Nhưng nhưng mà đăng thà tật ấy tới tay nâng sọc nâng tràn vô bì sra, bì stân, bì ô ấy chân vô mò prá. Đôi ở miền tật mà sinh thế nâng sọc nâng. Tật ô tập bè ấy chân tư vô mà đâm tới miền lọ chân tư khá lạc tư ấy tư. Hay bữa nạc lạc sra ấy khá miền tật ấy cử lục ná. Cô nhưng mà đăng đá nhàng mạnh kì phật được có ấy nhưng mà chul. Tại nhóm nhóm chia dìm nhằm tất cả đá nhóm khá chứ. Tại phụ mình phụ dìm nhằm mắt của nhóm ạch đăng nên nhóm đoàn má nên tục. Hay mà cả lãnh kế nhóm kia đám là ruộng nâng đài. Chúa nó đám tới ta đám nên ớt của ớt từ. Chúa thân là phép ả nà máy dàng mạch đá. Ta phê hộp chọc nó xa tôi có miền rồi miền sạch lật miền ấy đá. Bây cái lãnh bò rì phốp nóng vì mình xa tế, dương mình tập tế, dương đạ chan nơi nâng cao mà thế bởi mình chả bán được sạc chơi ấy, dương trọp chan dương tới. Bởi bê là phliên bên chôn cá, bởi sân mẹn cái lãnh nâng ấy ná, cái lãnh xế như ná. Cả tham xanh phliên cứ vì dương nhằm chẳng. Hay à, tập à, chan nóng vì mình ấy xa át, cái kịch tăng ơn nâng. Mình xa bú mình ấy liêng tế. Chà quân, bẹp quân tên đang ẩm lóng phê đài gặp bông tại thư ca nơi tùm lụng nụ. Ta bị chư chân quạt miên sứt dây sợ đây cho chạy kia lên thoa mặt đa. Hai quạt phê đã hót nơi quạt trong xâm rạc nơi luôn anh quạt anh côi xâm rạc bán đưa cô nhàng nà đá sử thàn phía bên nụ. Mình ác xâm rạc chất luôn anh bàn tế bà dương xâm rạc kê chất nâng kê hợp đôi khi đấy cái tia sầm rạ chẳng mình sầm rạ tặng off này cái mình ao bàn tay mình mong pe ao dương sầm rạ hay pe như vậy đấy mình ăn như vậy chỉ cấm tràn bàn tay ăn bàn gì cái chén cho mũi tay hay cô ăn bàn lên sau cái tràn này cái mình ao vậy tới đôi chỉ cái hai thằng đam đam cố dương vậy ấy ta mình xua dương mình phải nhà chẳng ăn hiền gì ấy tràn thì trong số bệnh trẻ lục xây tệ tông từ nâng ca cầm nót âm pi hèn ca đại trời thứ ta nè ná chỉ nè vo chai cầm nót đây đại trời trị đại trời rèn nữa hai bắt to bị thứ hai nước ta nè ná chỉ nè mà trụp bình đất mới là ta thứ hai trầm trời đại tế miền tầm nang ai phụ nhóm sọc đây tới sắp nhóm chăm bờ thiên đây nông cả là than nông chung xiềng một cụ xiềng nhóm lấy chăm là hay quật nông nẹt vò ve nhá này sọc đây tới sắp dưới nó phần màn mai chân tới này sừng cắt xây cai sừng cắt ấy chụp bọ sừng cắt chuồn pel sừng cắt ấy chân to to này chân tơ là thời chân tơ vận tái đào bê hái
quạt nó quạt chui mưa con trâu cái vọt cái về như vậy thế na hả bạt mà lái nó màn mai đấy chăng tận lực lực màn mai chăng hay cái mà tiết miên nè na bị lứa tiết nhom đôi chi mình sợ đắng đấy nhom mấy nhom ăn đắng từ rệt tràn chiến tay nhom còn là chăm là bật bắn năng trong mùa nè mưa co trời của nhom tục xây chăm như ta trong mùa xiêm nó quạt chưa phải chia chốt nó quạt chia mê crom mê con mê phụ ấy đấy quạt nó cứ chia phải chia chốt tranh bị phun không sọc đây phải sập đáy phần tai nhưng mà đằng quạt nó phun na thế nhỉ phần tai ở chia phải chia chốt này tai kê tang quạt chia phải thiên có mưa khó trời bụi nhộng mà sọc đây phải sập cho nên là chị nhà sầm rạch tha càng yên nó là hao giấy phần nắng là lợi dương cả to từ thưa nơi cả lại tham mây được cả lại khẳng bụng nâng tiền nữa nè na chị nè gặp nè na chị nè cầm lọt và hai chia lục xiềng nâng hói hay quật vẹt con chấm muối khẳng na tiền nhom ắt vô đái cả lại nâng nhom đằng là kê thá tới tiệt tới xiềng là hói á thử bàn trầm trơ chân tới tiệt tới chuôn nó bằng hói tưng tưng giúp lơ mau của miền này anh chân จังสมกุลนักน้องลองเปิดได้ลูกชายทุกการในตุ่มหนุ่มมวยมากระนั้นตาลูกชายมีดังรู้สังเกตได้ตัวท่าเปิดทุกการนั้นมีนเคยบัดมันดูเต้บัดนั้นมีนี่ค่ะเตอร์ให้อดได้เคยจะหลับมาวิ่งเปิดบัดนั้นโดยกิจท่ากระไหลพุ่มหรือก็ในตาในตามพุ่มหรือก็กระไหลกาทานเซนกิจเถิดกาโยมหนุ่มแต่ทุกการนั้นกิโนกลางนี้นักกิจสำหรับคลังยังเต้โดยจีบัดได้แต่เนียงขยมอดบานแต่ส่วนน้องกว่านั้นหรือบองบองสับเนี่ยทั้งกิดดอกประมาณเนี่ยไอเตอร์ไอจังนะแต่อดได้เคยมาวิ่งเต
ចុះនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីធ្វើការហ្នឹងមានដែរសង្កេតឃើញមានបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ដឹងថាមានពួកគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរទេមានខ្មែរអ៊ីស្លាមគេចលៀមមកនៅក្នុងភូមិជាមួយភូមិពួកខ្ញុំអញ្ចឹងក៏មានគេធ្វើការជាមួយគ្នាដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងធម្មតាដូចគេអត់ប្រកាន់ថាអីធ្វើដូចគ្នាត្រូវមកមួយមករាដូចជាមាន ហើយអ៊ីស្លាមមកដែរម្នាក់ពីអ្នកអីចឹងយើងទៅនេះចឹងលាគ្នាចឹងធម្មតាដូចជាយើងចឹងចុះការហូបចុករបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរដូចគ្នានឹងប្រជាជនធម្មតាឬក៏មានការគោរពបែងចែកការហូបចុករបស់ពួកគាត់ដែរ Chám gọt ọt hộp sạch chrúng Đó bê chôn cá sẽ lo sạch chrúng chẳng tới miền kê tật trây cái chả anh tích tư Xùm vấn lại chẳng tư à Nghĩa kháu ấy chẳng nàng tình tuổi chẳng tư Xong kháu nhóm ọt sợ đăng chám đăng thả bê nhằm chôn cá nhằm mùi chám ấy chẳng Chám kê ăn nhằm sạch chrúng chẳng tới kê nhằm tật thấy Có cái miền sạch kê tiết nhóm ọt đăng đáy Tại kê ọt đáy thua mà hộp sạch mẹp chám ấy Ất miền này tại bơ ạc bê kê bọc tật thấy mùi lấy cái lô kê miền Tất chuột tất sợi chẳng tới cái lẹ tốc nhằm mặt đăng đáy Chào quý Thật lập chôn mất đo Phật thiên ở bọt mùi để tệ tông từ nâng bong xoay được bỏ lục xoay Nơi khi nâng Ai cơ xa đa lục xoay ban Đo là ai mặc tà lá cá cứ ai cơ xa đi mà phê pi xa lạ ha 2535 61ដែលមានEN ជាភាសាខ្មែរ00 53 26 54 EN ជាភាសាអង់គ្លេសមានលេខ01 03 30 31 41និង EN ជាភាសាបារាំងមានលេខ01 09 57 59នៅត្រង់នោះលោកស្រីបាននិយាយរៀបរាប់អំពីបងស្រីលោកស្រីដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀបការលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំដកស្រង់
ៅដើមឆ្នាំ1977ពួកវាបានបង្ខំឲ្យបងស្រីអាយុ16ឆ្នាំឲ្យរៀបការជុំគ្នា21គូខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថាតើពេលដែលគេបង្ខំបងស្រីលោកស្រីរៀបការហ្នឹងលោកស្រីនៅទីណាដែរពេលនោះពេលនោះនាងខ្ញុំនៅភូមិឃុំឃុំអ្វីដែរឃុំស័យកៅលើនៅផ្ទះនៅភូមិស័យកៅលើស្រុករិទ្ធសពនៅជាមួយពុកម្ដាយជាមួយបងបងអស់គ្នាចាគុណតើបងស្រីលោកស្រីមានឈ្មោះអ្វីដែរបងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ប្រាប់បានទេបងស្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះលឺស៊ីវយ៉េនហើយពេលនោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមានការបង្ខំឲ្យរៀបការសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពពេលនោះថាតើអ្នកណាមកប្រាប់រៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយស្ថានភាពពេលនោះវាកើតឡើងដោយរបៀបណាដែរពេលនោះគេហៅប្រជុំពេលយប់នាងខ្ញុំទៅប្រជុំទាំងអស់គ្នានឹងដល់ប្រជុំហើយគេថាអង្គការដាក់ពីលើមកឲ្យមានគូសកលអីចឹងហើយនាងគ្នាឆ្ងល់គេថាអ្នកមានគូសកលនឹងមានឈ្មោះហើយពេលប្រជុំហើយឲ្យពួកអ្នកដែរនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកមានគូអ្នកមានឈ្មោះនៅនឹងសិនណាគេប្រកាសឈ្មោះអីក៏អត់ដឹងគូជាមួយអ្នកណាដែរអត់ទាន់ដឹងទេដល់ប្រកាសឈ្មោះទៅខ្ញុំក៏អត់ទៅផ្ទះខ្ញុំនៅមួយបងខ្ញុំចាំមើលដល់ឲ្យមួយមួយឆ្ងល់សួរទៅក៏គេប្រាប់ទាំងយប់នេះគូជាមួយអ្នកនេះអ្នកនេះគូជាមួយអញ្ចឹងទៅក៏ម៉ាក់ខ្ញុំដឹងទៅក៏ខ្ញុំរត់ចុះរត់ឡើងអញ្ចឹងណានៅទូចុះប្រាប់អញ្ចឹងទៅម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ផឹកឡើងអីខ្ញុំអត់ដឹងដែររឿងគាត់ចាស់ចាស់ខ្ញុំទៅធ្វើការបាត់ទៅបែបគាត់ទៅប្រាប់គេហើយគាត់ថាបងអត់ទាន់ឲ្យចង់បងរៀបការព្រោះគាត់នៅក្មេងពេកអត់ដឹងអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាមានគូមានអីចឹងគេថាគេឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងទៅកុំឲ្យយើងរឹងតឹងណារឹងតឹងទៅគេលូមិនទៅខ្ញុំអត់យល់ដែរចំណឹងដូចពាក្យគេថាកងប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងវិលយើងមកខ្ទាស់គេប៉ះដៃហើយប៉ះជើងហើយគឺចង់និយាយចឹងណាហើយបើយើងរឹងមួយអង្គការដល់ចឹងក៏បងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តការពេលហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកណាបកកាយបានជួយការទាំងអស់គ្នាតែគេអត់មានការអីទេគេចង់មកប្រជុំចឹងនេះខ្ញុំសួរបងខ្ញុំតែខ្ញុំគេអត់ឲ្យចូលទេគេប្រកាសឈ្មោះទៅថាបងខ្ញុំលឹកស៊ីយ៉ែនហ្នឹងជាមួយប្តីគាត់ឈ្មោះកឹមឆាតតែប្តីគាត់ហ្នឹងពីមុនក៏ធ្លាប់អតីតខាងពីលុតទៅខាងអីនៅនេះពងរៀននៅភ្នំពេញដែរណាគាត់ដូចជាបញ្ញវន្តអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរហើយដល់ពេលហើយគេហៅឈ្មោះមកគូអញ្ចឹងគ្រប់21គូហើយគេចែកខោអាវចែកកន្ទែលចែកមុងភួយតើបងស្រីលោកស្រីមានប្រាប់លោកស្រីទេថាគាត់ពេញចិត្តរៀបការឬក៏គាត់មិនពេញចិត្តទេក្នុងការរៀបការហ្នឹងពេលហ្នឹងបងស្រីខ្ញុំថាគាត់អត់ការទេអត់ការប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ការទេហើយមនុស្សអត់ស្រឡាញ់គ្នាផងចាប់ការហើយពូហ្នឹងគាត់នៅជាប់ផ្ទះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបខំគាត់ថាបងមកអញការទៅបាននៅភូមិនៅជាអ្នកវ័យកណ្ដាលជាមួយម្ដាយឪពុកអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំថាអត់ទេអត់ការជាបកាយរហូតហើយទៅគេចាប់ការគាត់ក៏ការទៅចុះក្រោយមកទៀតមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះបងស្រីរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលគាត់ការរួចខ្ញុំចាំប្រហែលជាខ្ទង់ខែ10ខែ2តាមមើលខ្ញុំចេញទៅទៅមួយមករាហ្នឹងប្រហែលជាដើមខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់ដែរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចេញទៅដល់ខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំឃើញគេបង្អត់បាយបងខ្ញុំអត់មានធ្វើអីអត់មានបានអីទាំងអស់ហើយបងខ្ញុំពេលហ្នឹងគាត់ដូចជាមានទម្ងន់មួយខែឬក៏អីទំតែដំបងណាតែលឺសូរម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ថា
ហើយជាវាអត់ត្រូវគ្នាពីបីខែហើយថាអត់ត្រូវចោះតណេកអីមិចហ្នឹងប្រហែលជាវាអត់ត្រូវគ្នាពីបីខែហើយថាអត់ត្រូវចោះតណេកអីមិចហ្នឹងមិនខែខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាតាំងកាលមកវាអត់នៅមួយវានៅគេមួយគ្នាអញ្ចឹងតែវាអត់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងក្រោយមកគាត់ទៅធ្វើការដោយគាត់មានបែបមានតងន់បែបគេរើរឿងពេកទៅក៏គាត់នៅគេថាគេតាមដានយប់ឡើងគេតាមដានតាមផ្ទះយើងមិននៅអីអញ្ចឹងខ្លាចគេរើរឿងដល់ពេ
ở ban xuống mà đá nhưng cho ba ra cái bậc ở quạt bên ná mà đó nhầm lưỡi nhầm thẹn làm khâu đục tới nhầm đằng thang hạt ấy của chân hạt ấy của chân nhầm khăn quá đó là ấy của ai tới chia kịp mình ở là bòm chân bòn ấy bòn nhầm bàn ấy hô bên nông nhầm chư nhầm máu với nhầm chư nhầm cái đá luôn khắng cái ở mập tẹp bàn bay thằng ngày nơi không ai cả xa đã đai được nhiều màn lực muốn đi lục xoay tha bong xoay lục xoay miền tổ nguồn con không phúc và hai chữ buôn khai hào giờ tôi kia dọc tơ sầm lạp xong lục xoay chui điệp rọp đi sang là bên nông dạng mạch đai đường hẹt nữa bên nông kia chật mua ở quát cho một mũi phát đầy quát nắng phát đầu phùm kì ai ta nơ phùm xên đó bê quát đó hai quạt miền từng ngôn khai bẩm phật lại bê quạt từng ngôn nâng mình men bê ní nó bẩm từng ngôn buôn khai nó khai bẩm phật nâng nhắm đằng pi mà đài mình bảo bên khai bẩm phật hai ngày mà thấy muối đào mà thấy bay cái tục không sản lập nâng ai bòn sợi nhắm nâng cổ tới tới quạt miền từng ngôn mà đài nhắm quạt ẩn nật bòn nhắm từng pa ấy nâng thả ông pa nhắm ẩn nới cái pa nhắm từ vừa ca nơi đó bằng lấy tôi đan cả bông chám á chất sập biếm bát na ấy là như đặt nó đập ấy hay quạt trăm chỉ ca mà nhóm này quạt từ sông kề tha ở trong ao bong xây nhóm ở bàn tay môn nắng miên chấm liên lực tìm môn mà xa đai tay miên pu mà nẹt mề con á quạt tháng cầm áo sân trăm nhóm từ lục bị mùi mẹ cả đám ở bên chẳng nông phum nó quạt chỉ liên mà đong tít mà đong tít chân bị phum nẹt chật chăng nông toa từ ao từ nơi nông bay cái lạnh chăng về nắng ở chỉ liên về bong nhóm nắng tới mạng nhầm từ sông mới ao kia tam từ dốc ba nhầm máu chung như tầng ao giờ từ về nâng nhầm từ lọp pin mũi mẹ cả đám áp ban bay thứ ngày nhầm thở chân từ thưa ca nó miền tầng mũi thông cái hạt băng thông nó cào nâng ở hai dịch phun cỏ so rồi tro từng thông mới nâng về nâng nhầm bật đăng này hay kia tam do tập ba hồi bộ nâng kia đăng những kia ở ao từ tam nhầm than miền cần tụ ná ông từ do nhầm ngay chlon tới chả ăn cả lỗ đấy là chân bong sấy nhầm cực từ tới bên nâng kia phẩm mẫu lại văn ấy tầng o vô tầng mặt đai tầng bục nhóm nâng phẩm mẫu vô tới tầng bạch chia chôn chả là khnien na chả là hay vô lan là lan dương nâng khlục nâng á đặt nông lan bật ở ỏi đằng tha chân bị na tới na rồi vô tới đặt nơi phum cái hạ ở nơi ở sả lá chân nông sẽ bỏ nâng hay phẩm mẫu khá ai miệt bịch là bỏ đó chân miên phẩm man sẽ tục mặt đông tầng o ỏi tới tầng luôn này bên nâng bóng sẽ nhóm quật bẹp pi chuẩn ai pi chuẩn á nhóm ở ban khơi tại ban tầm nắng bị bóng xiên thở bóng thay ưng dây nhặt chầm riêng gặp nhóm bị cào mà phun pin với nhỉ quạt tháng bóng không bóng quạt con chả lát quạt đá cắt tam phun nắng máu cái ai quạt chân bị phun mùi tập phun mùi phơi cá bị khan cá than mùi tập cá than mới quạt đá mới quạt khơi quạt tháng cái chỗ tự ai nó bóng hay mùi khỏi kế nưng hay mạ hay quây ao cấp bọ tham mà nhóm quây ao bọn cái nhóm hay bọn nhóm bài chìm bơ chân nắm mấy hay bong sấy nhom nắng việt chập bát tiền bong sấy nhom ấy sạt khả ai chân khả ở bờ máu lại bong nhom quạt miên khả ai tít quạt thớt để tục ai cầu nốt tiền khnien nắng hay quạt bong quạt mơ tham vô quạt lưng bay bong nhom vô ấy bay bong nhom nắng hay ô quạt hàn đặt bong hay nay quạt cho mơ sạc cam mà phết phơ nắng á hay đập bê hay đập bong nhom bị trôi lan tới mình nhẹ miên mà chực kẹt tới vô tới vọt nơi vọt chui một pel tới lẹ nơi vọt chui một pel tìm mũi à tìm mũi tìm pin nơi chân phun sấp qua cả lấy nắng là do tới nắng cái đặc khum cái sẽ lập xây môn mấy môn cái tục pro mình cái láng cái đặc nông phải hia cu hia cái hia ấy bật bằng ọt bài bên nắng cái sẽ lập bài thứ hai cái chạm mấy cầu cục tức bên nắng đằng ao ta hưng ưng áp miền đất sọc na lư sầm lên tê tại mình cái nhóm quạt nơi chật ở phum sẽ lập nắng quạt ọt sầm ra này quạt nơi lộp sẽ đập lư là bơi ôi quạt lư sâu quạt
toa tôm quạt bàn mà đã bịa bờ đằng này nâng tay quạt nâng chật phum để nhom ọt đằng ấy nhom nâng chật nông prey nọ hãy bê nâng bóng mùi bóng xiêng nâng quạt tăng bị khơi mắc quạt cả đã chẳng ngứ đôi chia ta sai và sát đôi chút đi ấy chẳng quạt xâm rán nâng vọt cho bỏ cái lực trường quạt làng lửa ấy tay quạt ọt bàn dây phép mình nhom tiền hãy nhom cô ọt đằng rướng tự mặt đằng nâng bê bạch nông bênh nhẹ chụp quạt mặt lẹt nâng cho bàm bờ hãy ta nhóm ạ đăng tê cái lẽ đăng nhóm là hồn bà dân như cái nhóm đăng tê nó cái nẹ miên cái nẹ tê nắng cái xua thà nẹ bê mà bà chung vinh bê cái mà cái bà chung cái xua thà nẹ nà miên mà đài bốc nhô tê sản lập chân á ở lực đai kia nâng dô tê ơ mình dô tê sản lập ấy cái chỉ lý chênh bị phung nâng cái tê tàm hay nẹ sọc nâng nhóm xua cái thà cái kiện nật cái nhóm cái thà ọt niên ấy mà ai nó phung nâng cái nhóm lẽ rương là hốt đó trong khối nhóm tê đó cả thà mũi cái hàng rồi lũng nâu Thank you, Madam Witness. I want you to just complete what you were talking about. You mentioned the death of your older sister. Did any other members of your family, or any other members of your family with her, and what happened to them? ពេលនោះមានប៉ាខ្ញុំមានម្ដាយខ្ញុំប្អូនខ្ញុំទាំងអស់លីងនៅសល់តែនាងខ្ញុំម្នាក់គត់ឯដីឆ្ងាយគេទៅយកមិនទាន់នាងខ្ញុំក៏នឹងនៅតូចណាស់ខ្ញុំអណិតគត់ចាស់ចាស់ពីរនាក់នោះពេលខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំក្តៅខ្លួនគាត់ថាកុំឲ្យកូនទៅឲ្យកូននៅផ្ទះហើយខ្ញុំអត់ព្រមទៀចេញខ្ញុំស្លាប់ជាមួយគាត់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំផុតទុកហើយខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំពិបាកជាងស្លាប់ទៀតThank you. And you just tell me when you're ready to continue. If you need more time, that's fine. Madam Civil Party, the first witness to discuss the first January dam was a village chief under the Khmer Rouge, and he supervised workers at the dam. He told us that new people and base people were treated the same. Was that your experience? Can you comment on that? ធ្វើការដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនថ្មីគ្មានសិទ្ធិទេដូចអ្នកទោសចឹងដូចជាសត្រូវហើយពួកប្រជាជនមូលដ្ឋានហ្នឹងគេលើកអ្នកដែលជនក្រីក្រឬក៏មានចៃជាពីរហ្នឹងមកកាន់អំណាចគឺធ្វើបាបពួកខ្ញុំអ្នកឋានៈលើគាត់មិនស្គាល់មុខពួកខ្ញុំតែពួកក្រោបនេះធ្វើបាបពួក17មេសាចាំតែបន្តិចទៀតពួក2មេសាស្លាប់ទាំងអស់ហើយហាក់ដូចជាគ្មានសត្រូវអីទីទុកពួកខ្ញុំនឹងជាសត្រូវសួរពូជជាមួយនឹងពួកគាត់ធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសThank you.
Just, I want to clarify something about your father. I didn't understand what rank. Do you know if he had a particular rank? Was he a soldier or an officer? Thank you. So thank you very much for coming and telling us about this experience. I want to concentrate now on the 3 months that you spent at the 1st of January Dam. And I'd like you to explain to us what life was like for you and those that you were with. I'd like to discuss the rights that you had. Did you have the right to go where you wanted when you returned at night from working to the village, to your sleeping quarters? Could you go anywhere you wanted? Did you have freedom of movement? នៅ3ខែខ្ញុំអត់បានមកផ្ទះទេទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែពួកខ្ញុំទេអ្នកនៅភូមិរិស័យកៅលើទាំងអស់អត់មានអ្នកណាបានត្រឡប់មកផ្ទះតដល់គ្រប់គម្រប3ខែ Were you allowed to practice religion in these difficult circumstances? Could you do ceremonies to Buddha? And if you know, were the Cham people allowed to practice their religion? Thank you. Thank you. ពេលគេងប្រហែលស្ងាត់ស្ងាត់គេលួចគោរពអត់ដឹងតែបើកចំហគឺអត់មានDid you have freedom of speech? Could you say to your friend, we're really working too hard? Could you say at a meeting, you should reduce the hours that we have to work? Could you say at a meeting, we're really working too hard? Could you say at a meeting, we're really working too hard? និយាយបានតិចតិចតិចតិចនិយាយច្រើនអត់បានទេDid people have a right to be well let me start this question over in your unit was your unit all women your work unit at the 1st January Dam នារីដែលធ្វើការនៅទំនប់មួយមករានឹងតើកងរុស្រីជាកងនារីឬកងនឹងខ្ញុំមានបរិសុទ្ធដែរមាននារីលីគ្នាចាមខ្មែរចឹងទាំងអស់ Were families allowed to be together? Did husbands and wives spend time together? Did women have their children with them? ប្តីប្រពន្ធអាចណាក់នៅជាមួយគ្នាហើយនៅជាមួយកូនអីបានដែរទេនៅការដ្ឋានពួកខ្ញុំអត់មានអ្នកមានប្តីប្រពន្ធទៅផងសិតទៅនៅលីវខ្ញុំអត់ឃើញមានដឹងផងមែនណា Did you feel at that time that you had a choice about continuing to work or not? You indicated you agreed to go there. Did you feel once you got to the dam that you could leave if you wanted to, stop working? You said that you came from Prek Prasap district. Do you know what sector that was under the Khmer Rouge regime? Prek Prasap nung nei knong robob Khmai Krahom sthat knong damban ei dae damban ti proman dae
ក្នុងភូមិភាគបូព៌ាខ្ញុំអត់ដែលដឹងតំបន់ដឹងថាបូព៌ាCan you describe what happened when you were first had a meeting and you said you agreed to go to the dam? What was said to you at that time? កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងដែលលោកស្រីនិយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងលោកស្រីសម្រេចចិត្តថាទៅទៅនប់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគេនិយាយពីអ្វីខ្លះលោកស្រីអាចរៀបរាប់បានទេកិច្ចប្រជុំពេលរៀបចាត់តាំងចេញទៅទៅនប់1មករាមែនទេគេប្រជុំគេត្រូវចាត់ឲ្យចូលរួមទូទាំងប្រទេសនៅទៅនប់1មករាអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកដែរប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងទៅហើយបើអ្នកនៅសល់ប្រហែលហ្នឹងក៏ត្រូវគេឲ្យទៅការដ្ឋានផ្សេងដូចជានៅក្នុងស្រុកបេចប្រសពហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅឆ្ងាយទៅផ្សេងដល់មានអ្នកខ្លះទៅដល់ចិត្តចការលើយើងខាងស្វាយទៀបទៀតខ្ញុំតាមខ្ញុំឮពេលបែកហើយហើយអញ្ចឹងទៅមកវគ្គមកវគ្គនាងខ្ញុំជិតគិតថាងនាងខ្ញុំចង់ទៅលើកទំនប់ពួកអីហើយទៅខាងអូកំបុតអូអីនោះគេបបាក់ជាងពួកខ្ញុំទំនប់មួយមករាទៀតគេញ៉ាំបបរលាយផលិតយកមកពេលជួបគ្នាបាននិយាយថាពួកខ្ញុំទំនប់មួយមករាហ្នឹងរៀងបានហូបអីក្រាន់បាជាងពួកនៅព្រភូមិអូកំបុតលលុំភ្នៅបើយើងមិនទៅគង់ឲ្យគេចាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុខមរាច់ទៅខាងហ្នឹងThank you. So did anyone refuse to go? តើមានអ្នកប្រកែកអត់ព្រមទៅដែរទេ? ដោយអត់មានអ្នកប្រកែកទេបើសិនជាអ្នកនឹងមានបញ្ហាឈឺឬក៏អ្វីគេទុកចាំយកទៅការដ្ឋានមួយទៀតនៅពេលជាមិនអ្នកប្រកែកអត់មានអ្នកប្រកែកទេបើមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានអត់ហ៊ានទេខ្លាចស្លាប់You said that you heard that the food situation was better at the dam than other work sites. Did you have enough to eat when you were working those 3 months at the first January dam? តែទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ខែដែលលោកស្រីនៅទំនប់នៅការដ្ឋានទំនប់ហ្នឹងលោកស្រីមានម្ហូបអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?ហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ?ក្លៀនហូបអត់គ្រប់ទេសិតតែសម្លសិតតែទឹកមានសាច់មានអីទេនៅការដ្ឋានផ្សេងរត់តែប្របាក់ជានឹងទៀតសិតតែទឹកបបរ So that there's not confusion in an earlier answer you were asked about the food and how it changed and you talked about eating pumpkin and getting sticky rice every 10 days where was that that you were able to eat pumpkin and get sticky rice every 10 days ញ៉ាំល្ពៅជារៀងរាល់10ថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នឹងថាតើលោកស្រីបានរបបបាយតណើបហើយនឹងល្ពៅនឹងនៅពេលណាដែរឬក៏នៅកន្លែងណាដែរបាននៅក្នុងការដ្ឋានឧទាហរណ៍ថា10ថ្ងៃអញ្ចឹងគេធ្វើបង្អែមនេះជាបង្អែមទេគេចែកម្នាក់អំពេចអីចឹងទៅតិចតិចម្នាក់អញ្ចឹងគេយកពីភូមិដែលយើងនៅភូមិរស័យកាយអញ្ចឹងគេយកពីភូមិពីស្រុកយើងនឹងយកមកគ្រប់គងក្នុងការដ្ឋានកន្លែងយើងភូមិយើងនឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងការដ្ឋាន I'm out of time. Thank you for the questions. I have one very brief question.You indicated that you were tall for your age when you were 11 or 12 years old. How tall are you now? But then នៅពេលអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងលោកស្រីមានកម្ពស់ប្រហែលប្រមាណដែរ?នាងខ្ញុំទូចកម្ពស់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រ2តឹកអី2តឹក3តឹកទូចស្គមនាងខ្ញុំមានរូបថតពេលនាងខ្នៅខ្ញុំមុននឹងបែកភ្នំពេញទូចហើយអ្នកដែលបងបងនឹងអង្គុយមើលមុខខ្ញុំអត់នេះនិយាយថាហេតុតែអូនឯងអាយុវែងចេះតែមិនបានចេញទៅការដ្ឋានមិននៅជាមួយពុកម្ដាយផែស្លាប់បាត់ហើយទូចប៉ុណ្ណឹងណាគេឲ្យមកគេនាំនាងនិយាយពីខ្ញុំគ្រប់គ្នាពេលបែកមកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិននឹកថាខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការទីនោះបានតែខ្ញុំជាក្មេងមិនសូវចេះនៅស្ងៀមខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការ
My time is over. Yes. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Witness. សូមអរគុណលោកស្រីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះសៀវនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រំលួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំតំណាងស័ក្តិសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់និងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តិក្កកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដការនេះនៅវេលាម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខឿនសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសម្ដការនេះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្ដការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដការនេះវិញនៅរសៀលនេះហើយបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះ